vào lúc giữa đêm khi thế giới yên tĩnh hơn và có ít phiền nhiễu hơn một số cá nhân có thể thấy mình dễ tiếp thu hơn những thông điệp hoặc trải nghiệm tâm linh có thể tâm trí và tinh thần của bạn đã cởi mở hơn và sẵn sàng đón nhận lời cảnh báo tâm linh trong thời gian này thời gian nửa đêm để xem xét nội tâm suy ngẫm và xử lý tiềm thức sâu sắc. Những hướng dẫn tâm linh có thể chọn thời điểm lúc giữa đêm để truyền tải thông điệp tâm linh dựa trên hoàn cảnh năng lượng hoặc hành trình tâm linh đặc biệt của bạn. Giờ tâm linh có thể có ý nghĩa cá nhân đối với bạn dựa trên kinh nghiệm, niềm tin hoặc thực hành tâm linh của chính bạn. Đó có thể là lúc bạn kết nối nhiều hơn với trực giác của mình hoặc khi bạn có nhiều khả năng chú ý đến những thông điệp tâm linh hơn hãy suy ngẫm về trải nghiệm cảm xúc của chính bạn hãy tin vào trực giác của bạn và tìm kiếm sự hướng dẫn từ các nguồn tâm linh đáng tin cậy để giúp bạn diễn giải và tích hợp thông điệp vào cuộc sống của mình hiểu lý do tại sao bạn nhận được lời cảnh báo tâm linh có thể là một quá trình nội tâm và mang tính cá nhân sâu sắc Điều quan trọng là bạn phải tiếp cận vấn đề này với tinh thần cởi mở và sẵn sàng khám phá những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của chính mình. Sau đây là một số lý do có thể khiến bạn nhận được lời cảnh báo về tâm linh. Điều thứ nhất, hướng dẫn và bảo vệ. Những lời cảnh báo tâm linh có thể đóng vai trò như một hình thức hướng dẫn và bảo vệ. Chúng có thể là một cách để vũ trụ hoặc những hướng dẫn tâm linh truyền đạt những thông tin quan trọng hoặc cảnh báo bạn về những mối nguy hiểm tiềm ẩn hoặc những ảnh hưởng tiêu cực điều thứ hai những lời cảnh báo về mặt tâm linh cũng có thể là lời mời gọi bạn từ suy ngẫm và phát triển cá nhân chúng có thể nhắc bạn xem xét một số khía cạnh nhất định trong cuộc sống hành vi hoặc niềm tin của bạn có thể cản trở sự tiến bộ của bạn hoặc gây tổn hại. Chúng có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự thay đổi và biến đổi tích cực. Điều thứ ba, mất cân bằng năng lượng. Đôi khi những lời cảnh báo về mặt tâm linh có thể là phản ứng trước sự mất cân bằng năng lượng, hoặc sự bất hòa trong chính bạn, hoặc môi trường của bạn. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần giải quyết và cân bằng lại năng lượng của mình cho dù thông qua thiền định, thực hành chữa bệnh bằng năng lượng hay các kỹ thuật tâm linh khác. Điều thứ tư, những lời cảnh báo tâm linh cũng có thể liên quan đến những bài học về nghiệp báo hoặc những vấn đề chưa được giải quyết từ những trải nghiệm hoặc mối quan hệ trong quá khứ. Chúng có thể là cơ hội để bạn học hỏi, phát triển và giải quyết mọi vấn đề hoặc khuôn mẫu còn sót lại đang cản trở bạn điều thứ năm những lời cảnh báo về tâm linh có thể là lời nhắc nhở về mối liên hệ của bạn với đấng thiêng liêng mà bạn tin tưởng chúng có thể đóng vai trò như là một lời cảnh tỉnh để bạn thực hành tâm linh sâu sắc hơn củng cố đức tin hoặc kết nối lại với niềm tin tâm linh của bạn hãy nhớ rằng đây chỉ là những lý do tiềm ẩn và ý nghĩa thực sự đằng sau lời cảnh báo tâm linh của bạn chỉ có thể được xác định bởi bạn. Dành thời gian để suy ngẫm, thiền định, viết nhật ký hoặc tìm kiếm sự hướng dẫn từ một cố vấn. Hãy tin vào trực giác và trí tuệ bên trong của bạn. Khi bạn khám phá những ý nghĩa và bài học tiềm ẩn, đằng sau lời cảnh báo mà bạn nhận được. Nếu bạn nhận được lời cảnh báo tâm linh vào lúc giữa đêm, điều quan trọng là tiếp cận những trải nghiệm như vậy với tinh thần cởi mở sau đây là một số gợi ý về cách giải quyết tình huống này điều thứ nhất giữ bình tĩnh cảm giác lo sợ lo lắng khi đối mặt với điều gì đó xa lạ hoặc bất ngờ là điều rất tự nhiên hãy huyết một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại hãy nhớ rằng nỗi sợ hãi có thể che mờ khả năng phán đoán của bạn và ngăn cản bạn hiểu rõ tình hình điều thứ hai suy ngẫm về trải nghiệm dành chút thời gian để suy ngẫm về lời cảnh báo hoặc thông điệp bạn nhận được hãy xem xét bối cảnh bất kỳ biểu tượng hoặc hình ảnh nào nổi bật và cảm giác của bạn với nó suy ngẫm về trải nghiệm có thể giúp bạn hiểu rõ hơn và hiểu được ý nghĩa tiềm ẩn của nó điều thứ ba bạn có thể tìm kiếm sự hướng dẫn từ một cố vấn tâm linh một người đáng tin cậy hoặc ai đó hiểu về các vấn đề tâm linh họ có thể đưa ra những hiểu biết sâu sắc hoặc cách diễn giải có thể giúp bạn hiểu được cảnh báo điều thứ tư hãy tin vào trực giác của bạn trực giác của bạn là một công cụ rất mạnh mẽ trong việc điều hướng các trải nghiệm tâm linh hãy chú ý đến cảm giác ruột và sự hướng dẫn bên trong của bạn hãy tin tưởng vào bản thân để đưa ra những quyết định tốt nhất cho sự phát triển hạnh phúc và tinh thần của bạn. Điều thứ năm, nếu cảnh báo truyền tải một thông điệp hoặc hướng dẫn cụ thể, hãy cân nhắc thực hiện hành động thích hợp dựa trên các diễn giải của bạn. Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện những thay đổi trong cuộc sống của bạn, tìm kiếm sự khám phá tâm linh sâu hơn hoặc giải quyết bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào mà cảnh báo có thể khiến bạn chú ý hãy nhớ rằng trải nghiệm tâm linh có thể rất chủ quan và cách giải thích có thể khác nhau điều quan trọng là tiếp cận chúng với tinh thần cởi mở và tìm kiếm sự hiểu biết của riêng bạn nếu trải nghiệm đó tiếp tục làm phiền bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn hãy cân nhắc tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp từ nhà trị liệu hoặc cố vấn về tâm linh họ có thể cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ khi bạn trải qua trải nghiệm này vũ trụ luôn hướng dẫn và hỗ trợ chúng ta và khi chúng ta có ý thức rõ ràng tạo nên sự kết nối tâm linh vô cùng mạnh mẽ với vũ trụ với đấng thiêng liêng mà chúng ta tin tưởng chúng ta dễ dàng tiếp thu rất nhiều những thông điệp mang lại lời lạc cho vận mệnh của chúng ta thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại